Xếp lại năm 2019, tuy trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện bằng những chương trình, công tác trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, sự quyết tâm nỗ lực vượt khó của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện Yên Dũng tiếp tục được duy trì ổn định và có chuyển biến tích cực, toàn diện, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Năm 2019, sau 4 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều công trình trọng điểm về phát triển đô thị, hạ tầng, giao thông thủy lợi đã và đang được triển khai. Sức hút mạnh mẽ trong việc đầu tư mới vào các nhóm ngành trụ cột về kinh tế, du lịch, tổng giá trị sản xuất đạt 11.757 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,9%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển đổi tích cực, trong đó nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 10,93%, ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng chiếm 72,63%, ngành thương mại dịch vụ chiếm 16,44%. Giá trị sản xuất trên 1 hectare đất nông nghiệp đạt hơn 111 triệu đồng, đạt 102,4% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,7 triệu đồng trên người trên năm, bằng 122% kế hoạch. Điểm nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội năm 2019 ở huyện Yên Dũng là các địa phương tập trung khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển sản xuất nông nghiệp, đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất, trang trại chăn nuôi hàng hóa mở ra hướng đi mới để nông dân vươn lên làm giàu. Việc triển khai các chương trình nông nghiệp trọng điểm, dự án nông nghiệp đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo cho nhân dân, như dự án sản xuất lúa chất lượng cao gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở xã Tư Mại, xã Đức Giang, sản xuất rau an toàn ở xã Chi Yên, Cảnh Thụy, Tiến Dũng, triển khai thực hiện 8 mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích trên 16.000 m2, nhà lưới, nhà màng. Sản xuất lương thực có hạt đạt 86.521 tấn, sản lượng thủy sản đạt 5.210 tấn, bằng 100,77% kế hoạch. Phát huy vai trò và nguồn lực trong nhân dân, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2019, toàn huyện Yên Dũng đã có 12 trên 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 63,2% tổng số xã. Bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 18,05 tiêu chí trên xã, tăng 1,69 tiêu chí trên xã so với cùng kỳ năm 2018. Năm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng đã quyết định công nhận thôn Dung xã Hương Gián đạt chuẩn thôn nông thôn mới và thôn Đông Thượng xã Lãng Sơn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, huyện đã ban hành cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư phù hợp với lợi thế so sánh của địa phương, các dự án có hàm lượng công nghệ cao. Giá trị công nghiệp tiểu thủ công nghiệp năm 2019 ước đạt 7.686 tỷ đồng, tăng 22,63% so với cùng kỳ năm 2018. Năm qua, có 15 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng diện tích 41,78 ha, tổng vốn đăng ký 164,23 tỷ đồng. Các dự án tập trung đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, vật liệu xây dựng, thương mại dịch vụ, xăng dầu. Một số dự án lớn như hạ tầng cụm công nghiệp Nham Sơn Yên Lư với số vốn đầu tư 263 tỷ đồng, diện tích 41,9 ha. Cụm công nghiệp Nội Hoàng vốn đầu tư 142,7 tỷ đồng, diện tích 21 ha. Cảng nội địa Chí Yên vốn đầu tư 44,76 tỷ đồng, diện tích 3,5 ha. Cùng với các doanh nghiệp đang phát triển ổn định và dần mở rộng quy mô, người lao động Yên Dũng có thêm nhiều hơn cơ hội việc làm. Hoạt động của các ngành dịch vụ có bước phát triển khá, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt kế hoạch tích cực, góp phần vào sự phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.094,9 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch. Năm 2019 cũng là năm mà đầu tư cho phát triển kinh tế tiếp tục được tăng cường, nhất là trong xây dựng cơ bản. Nhiều công trình quan trọng hoàn thành tiến độ thi công như đường nối từ tỉnh lộ 299 cầu Bến Đám đi đường Tây Yên Tử, nhà văn hóa trung tâm thể thao huyện, hoàn thiện một khu dân cư tập trung, khu đô thị mới tiểu khu 23 thị trấn Nèo, thu hút đầu tư hai khu dân cư mới. Năm qua, toàn huyện đã cứng hóa 335 km, đạt 412,9% kế hoạch tỉnh giao đầu năm và bằng 104,4% kế hoạch đăng ký bổ sung với tỉnh. Giá trị khối lượng xây dựng cơ bản năm qua ước đạt 279 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch vốn của các công trình khởi công mới và chuyển tiếp.
giá trị giải ngân xây dựng cơ bản ước đạt 411 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn. Năm 2019, huyện Yên Dũng được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Các lĩnh vực văn hóa xã hội của huyện tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hòa với tăng trưởng kinh tế. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, vững chắc. Hệ thống cơ sở vật chất, chất lượng, đội ngũ giáo viên được tăng cường theo hướng chuẩn hóa. Công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống y tế từ huyện đến các xã từng bước được củng cố và phát triển. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tiếp tục được cải thiện ở cả hai tuyến. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,01%, tăng 0,41%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 11,4%. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm đã tạo việc làm cho 3.150 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,87%, tăng 4,36%. Các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Trong năm có 73 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà với tổng số tiền 92,22 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm 2,73%, giảm vượt 0,2% so với kế hoạch. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Có thể nói, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng trong năm qua tiếp tục là động lực để huyện Yên Dũng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019. Chặng đường phía trước tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song với ý chí quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Dũng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong năm mới.